nói về biến chứng thận ở bệnh nhân đái đường thì tôi có mấy cái thuật ngữ đầu tiên muốn trao đổi các anh chị. Đầu tiên một cái thuật ngữ gọi là bệnh thận mạn do đái tháo đường. Thì đấy là cái gì? Thì đấy hoặc là bệnh thận mạn, thì bệnh thận mạn chính là một cái tình trạng lâm sàng mà được chẩn đoán dựa trên hoặc là bệnh nhân có albumin niệu dương tính, hoặc là có giảm mức lọc cầu thận, hoặc là cả hai. Thế còn bệnh thận mạn tính ở bệnh nhân đái tháo đường ấy thì hay viết tắt là DKD ấy, thì thực chất chính là bệnh thận mạn ở bệnh nhân đái tháo đường. Thế còn một cái thuật ngữ nữa gọi là diabetic nephropathy, tức là bệnh cầu thận đái tháo đường ấy, thì nó chỉ là một cái dạng mà phổ biến nhất, mà một cái nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bệnh thận mạn bệnh nhân đái tháo đường. Đấy là các cái tổn thương cầu thận, ví dụ như là dày màng đáy, rồi tăng sinh tổ chức gian mạch, mất tế bào có chân podocyte, hoặc là các cái rối loạn về cái nội mạc. Thì đó là những cái điều mà chúng ta sẽ phải lưu ý trong vấn đề dùng sử dụng thuật ngữ. Thế như tôi có nói là khi rà soát các biến chứng ở bệnh nhân đái tháo đường thì thấy rằng là 80% các bệnh nhân đái đường sẽ chết do biến chứng tim mạch, nhưng mà thực chất cái biến chứng phổ biến nhất lại là biến chứng về thận. Như ở đây chúng ta sẽ thấy là khoảng độ gần 30% các bệnh nhân là có biến chứng về thận. Và một cái nghiên cứu ở Mỹ từ năm 2019, tức là rất là mới thôi, và khoảng độ trong vòng chục năm trở lại đây, người ta luôn luôn làm những khảo sát thì vẫn thấy là cái gì, là biến chứng thận vẫn là cái nguyên nhân phổ biến hàng đầu gây ra bệnh thận giai đoạn cuối. Thưa anh chị, nhấn mạnh là bệnh thận giai đoạn cuối. Và đây chúng ta thấy là hơn 1/3 số bệnh thận giai đoạn cuối là do nhân đái tháo đường. Hay nói cách khác là nếu chúng ta đến cái phòng lọc máu thì chúng ta thấy cứ 10 bệnh nhân thì có 4 bệnh nhân là có đái tháo đường đang nằm ở các cái phòng lọc máu. Ở Việt Nam thì sao? Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta do các cái bệnh lý cầu thận, do viêm cầu thận, do liên cầu, hoặc một số bệnh lý khác do sỏi thận nhiều hơn. Nhưng mà ước tính ở đây chúng ta cũng thấy là một cái nghiên cứu cắt ngang, một cái nghiên cứu ở châu Á mà trong đó có bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai, thì thấy là cứ 10 bệnh nhân thì có 3 bệnh nhân có albumin niệu có thể là vi thể hoặc đại thể, tức là 29-30%, một cái con số cũng rất là lớn. Và cái điều đáng ngại nhất như tôi có nói là bệnh nhân cái bệnh thận, ngoài những cái chuyện mà người ta lo ngại là chuyện lọc máu hay tăng huyết áp hay cái gì đó sức khỏe giảm sút, thì quan trọng nhất là chúng ta thấy cái gì, là tỷ lệ tử vong tăng lên, kể cả tử vong do tim mạch hoặc là tử vong do mọi nguyên nhân. Chúng ta thấy 4 cái cột, đầu tiên là không có bệnh thận, hai là có albumin niệu, thứ ba là có giảm mức lọc cầu thận, và cái cột thứ tư là có cả giảm mức lọc cầu thận và albumin niệu. Chúng ta thấy tỷ lệ tử vong tăng lên, và đây chúng ta thấy lên đến khoảng 47%. Trong một cái nghiên cứu rất là nổi tiếng mà chúng ta đều biết rồi, đấy là nghiên cứu UKPDS ở trên các bệnh nhân, mà chúng ta đều biết là có một nhóm bệnh nhân bắt đầu từ năm 1977 và kết thúc nghiên cứu vào năm 1997, nhưng có những bệnh nhân vẫn được theo dõi tiếp. Thì người ta thấy là cái ở những bệnh nhân mà suy thận giai đoạn cuối đấy, tỷ lệ tử vong hàng năm, thưa các anh chị, là 19,2%. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng cái gì, là cao hơn rất nhiều loại ung thư. Ở đây có thầy giáp thì các loại ung thư phổi, tôi nghĩ là có nhiều loại ung thư phổi tỷ lệ tử vong bây giờ sẽ là dưới 20%. Tức là chúng ta thấy, hay nói cách khác là cứ đầu năm có 5 bệnh nhân mà bệnh thận giai đoạn cuối thì cuối năm chỉ còn có 4 bệnh nhân thôi, mất hơn 1 bệnh nhân rồi. Hôm nay là chúng ta nói về hội nghị tim mạch châu Âu, nhưng có một cái nghiên cứu rất là hay vừa được công bố tại hội nghị của đái tháo đường châu Âu. Đây là một cái nghiên cứu ở Mỹ, người ta thấy rằng là những cái bệnh nhân đái tháo đường mà sau khi được ghép thận thì cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mà được ghép thận vẫn cao hơn so với những người mà không bị bệnh đái tháo đường. Đây chúng ta thấy là những người không đái tháo đường. Còn cái đường màu xanh đây là những bệnh nhân đái tháo đường type 2, còn đây là những bệnh nhân đái tháo đường type 1. Người ta thấy là so với những người mà không có biến chứng thận thì những không phải có đái tháo đường, thì những bệnh nhân bị đái tháo đường type 2 ấy, thì cái tỷ lệ tử vong vẫn tăng cao hơn 64%, và những bệnh nhân đái tháo đường type 1 tỷ lệ tử vong vẫn cao hơn 94% mặc dù là đã được ghép thận. Nhận định được cái tầm quan trọng đó, trên như tôi có nói ngay từ đầu, chúng ta phải tập trung nguồn lực điều trị bằng cách là điều trị gián tiếp, tức là kiểm soát các yếu tố nguy cơ, và điều trị trực tiếp ngăn ngừa cái rối loạn chức năng thận, làm sao làm chậm cái suy giảm mức lọc cầu thận và ngăn ngừa cái tình trạng xuất hiện và tiến triển của giảm albumin niệu. Và cái thành công rất là lớn và rất là vang dội đấy là việc sử dụng các thuốc ức chế men chuyển hoặc chặn thụ thể. Và có hai cái nghiên cứu điển hình là nghiên cứu Renan với losartan, hoặc nghiên cứu EDNT với lại ivexartan, thì chúng ta thấy là đã làm giảm rõ rệt cái tỷ lệ nặng lên của bệnh thận, cũng như là cái tỷ lệ tiến triển đến bệnh thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên lúc kết thúc nghiên cứu, mặc dù cái nghiên cứu Renan các anh chị lưu ý là một cái nghiên cứu rất là ấn tượng, là bởi vì nghiên cứu này là nghiên cứu mà phải ngừng trước hạn bởi vì cái hiệu quả quá rõ rệt của việc dùng losartan. Và đặc biệt là trong nghiên cứu Renan thì các bệnh nhân châu Á cũng là một cái đối tượng mà được
hưởng lợi lớn hơn so với các quần thể khác, thì lúc kết thúc nghiên cứu người ta vẫn thấy còn rất là nhiều các cái bệnh nhân vẫn còn các nguy cơ bị biến chứng thận. Ví dụ như là các bệnh nhân Renan thì vẫn còn đến nguy cơ tồn dư vẫn còn khoảng độ 43%, và trong nghiên cứu EDNT với IB sắc tăng vẫn còn đến 1/3 số bệnh nhân vẫn còn nguy cơ tồn dư. Và nhìn trong một chuỗi hành trình từ năm 1990 đến 2010 thì chúng ta thấy với sự ra đời của các thức ức chế men chuyển và đặc biệt là các stent rồi statin thì các biến chứng tim mạch đã giảm rất là ngoạn mục. Nhưng mà bệnh thận giai đoạn cuối thì chúng ta thấy cái gì? Hầu như là không thay đổi. Hầu như là không thay đổi. Và rất là trùng hợp là cái thời điểm năm 2001 hoặc 2003, tức là nghiên cứu ở Renan hoặc nghiên cứu EDNT mà kết thúc, thì sau thời điểm đó người ta đã có rất là nhiều các cái nỗ lực khác nhau, từ việc kiểm soát huyết áp, kiểm soát đường huyết tích cực, phối hợp ức chế men chuyển hoặc chạy thụ thể, hoặc là ức chế renin hoặc kháng aldosterone và chống oxy hóa. Nhưng mà tất cả chúng ta thấy đều cái gì? Đều thất bại, không có cách nào làm giảm hơn được nữa các cái biến cố thận cũng như là tử vong ở các bệnh nhân có bệnh thận mạng. Nhưng mà nếu xem xét lại lịch sử, chúng ta cũng thấy thời điểm 2001 hay 2003 chính là thời điểm các thuốc fluorine, các thuốc ức chế SGLT2 bắt đầu được nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm và bắt đầu được chuẩn bị để đưa ra các cái thử nghiệm pha 2 và pha 3 trên thị trường. Và sau đó chúng ta thấy đến năm khoảng độ 2005-2006 thì khoảng độ cuối khoảng độ 2010 thì cái sự ra đời của nhóm thuốc mới là fluorine, chính là thuốc ức chế SGLT2, là một thuốc mà có cơ chế tại thận, nó ức chế cái enzyme SGLT2 mà chủ yếu nằm ở đoạn đầu của ống lợn gần, chịu trách nhiệm tái hấp thu của 90% gluco được lọc ra ở cầu thận. Và nhờ cái việc tái hấp thu này thì người ta thấy là nó làm tăng thải đường qua nước tiểu, và ban đầu nó được coi là một thuốc điều trị đái tháo đường với một cái cơ chế hoàn toàn khác biệt với các thuốc đái đường trước đây, một cái cơ chế độc lập với lại tất cả các insulin. Tuy nhiên chúng ta thấy bắt đầu từ năm 2015, tại cũng cách đây đúng 5 năm đúng không ạ, tại hội nghị đái đường châu Âu tại Thụy Điển Stockholm, với sự công bố của nghiên cứu Empiric Outcome thì thấy là một cái bước tiến ngoạn mục, làm giảm rõ rệt từ 30 đến 40% các biến cố tim mạch và thận. Và sau đó người ta mới phát hiện ra là hóa ra là các thuốc chế GT2 có tác dụng bảo vệ thận, làm giảm ít nhất là làm giảm protein. Và cái quan trọng là bên cạnh những cái tác dụng làm giảm protein thông qua việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tôi có đề cập là các cái nguyên nhân gián tiếp là nặng bệnh thận lên, ví dụ kiểm soát đường huyết, huyết áp, cân nặng, thì nó còn có tác dụng trực tiếp là làm giảm áp lực lọc ở trong cầu thận và tác dụng trên chuyển hóa một phần nào đó, nó giống như cái cơ chế chuyển hóa thông qua việc sử dụng các thể ketone hoặc là NHE13 mà như là thạc sĩ Hạnh đã trình bày. Và đến cái nghiên cứu Empiric Outcome rồi nghiên cứu Declare của dapagliflozin trên một cái quần thể bệnh nhân rất là lớn, gồm cả các bệnh nhân đã có biến cố tim mạch hoặc nguy cơ tim mạch cao, thì chúng ta thấy cái gì? Nó làm giảm được 47% phức hợp biến cố thận. Với biến cố thận thì các anh chị lưu ý là có chúng ta nhớ biến cố thận nó dễ nhớ là có 3 chữ D, tức là double creatinine, tăng gấp đôi creatinine, 2 là dialysis, tức là bệnh nhân phải lọc máu, và 3 là death, 3 chữ D, thì nó làm giảm được đến 47%. Và đặc biệt nếu chúng ta xét trên cái tiêu chí albumin niệu là một cái yếu tố mà chúng ta vẫn được coi là cái yếu tố mà chỉ báo tổn thương thận cũng như là cái tử vong tim mạch, tử vong do mọi nguyên nhân, thì chúng ta thấy là dapagliflozin làm giảm được đến 54%, làm thoái lui được 54% từ albumin niệu đại thể về vi thể hoặc về bình thường, hoặc albumin niệu vi thể về bình thường. Và khi xem xét thêm các yếu tố, các nguy cơ, các nghiên cứu khác, Empiric Outcome, Declatimy, Canvas với Calagliflozin hoặc Gradin trên cái nhóm bệnh nhân mà có suy thận, thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái hiệu ứng nhóm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nói thêm là tại ADA vừa rồi thì Vertis CV với Ertugliflozin thì lại không thấy có tác dụng trên bảo vệ thận, nhưng mà hầu hết chúng ta thấy đại đa số là có tác dụng và người ta nghĩ đến có thể là tác dụng nhóm. Cái điều đặc biệt là khi đó người ta mới đi xem xét là tại sao cái thuốc này nó lại có tác dụng như vậy, thì thấy là như tôi nói rồi, ngoài cái việc là nếu như chúng ta thấy là cái ức chế hệ RAS nó làm giảm áp lực lọc trong cầu thận và làm giảm ống nguyên liệu, thì khi mà chúng ta dùng thuốc ức chế SGLT2 đặc biệt là phối hợp thêm với lại thuốc ức chế SGLT2 mà phối hợp với ức chế hệ RAS, nó lại làm giảm áp lực lọc cầu thận và làm giảm ống nguyên liệu nhiều hơn nữa. Thì đây chúng ta mới đi xem phân tích một cái là ở đây chúng ta xem xét là cái huyết áp hệ thống gồm có huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương người bình thường. Chúng ta thấy cái mức màu xanh đây là bình thường, màu đỏ đây là tăng huyết áp. Chúng ta thấy là cả huyết áp tâm thu và tâm trương người bình thường nó có thể điều chỉnh được dao động trong một khoảng rất là lớn. Nhưng mà chúng ta lưu ý là cái áp lực lọc ở trong cầu thận nó chỉ trong một khoảng rất là nhỏ thôi. Và chúng ta thấy là
nếu như là huyết áp của bệnh nhân tăng rất nhiều không sao, nhưng mà nếu áp lực lọc cầu thận tăng lên thì nó dẫn đến các cái tổn thương sơ hóa cầu thận, tổn thương cầu thận như ở các bệnh nhân tăng huyết áp hoặc tăng áp lực lọc ở giai đoạn đầu của các bệnh nhân đái tháo đường. Nghiên cứu kỹ hơn thì người ta mới thấy là ở những cái người mà bệnh nhân đái tháo đường do nó tăng cái thải gluco vì đường máu nhân dân cao quá trên cái men enzyme SGLT2, nó sẽ tăng hoạt động và nó làm tăng tái hấp thu cái gluco và kèm theo là tăng tái hấp thu của natri. Hậu quả là cái lượng natri ở trong ống thận nó rất là ít và dẫn đến là cái tổ chức cạnh cầu thận macula densa thì nó mới nhận thấy là có giảm natri quá, và như vậy nó mới dẫn đến là hiện tượng là làm giãn cái tiểu động mạch đến và làm tăng máu đến ở trong cầu thận và dẫn đến làm tăng áp lực lọc ở trong cầu thận. Bây giờ nếu như một cái bệnh nhân cũng là đái tháo đường hoặc là không đái tháo đường đi, mà bây giờ chúng ta thấy là nhiều bệnh nhân đái đường có thể cũng cùng cái cơ chế này, là do việc sử dụng ức chế SGLT2 trên là natri nó không và gluco không được tái hấp thu ở cầu thận nữa và nó đi đến cái ống thận nhiều hơn, ở nằm trong ống thận nhiều hơn, và tổ chức macula hoặc tổ chức cạnh cầu thận nó sẽ dẫn đến là cái gì, là làm giảm cái tình trạng giãn ở trong tiểu động mạch đến và làm giảm áp lực lọc ở trong cầu thận. Tuy nhiên khi xem xét theo các cái mức lọc cầu thận, người ta thấy khi làm phân tích gộp, chúng ta thấy dường như là cái tác dụng bảo vệ thận nó có vẻ tốt hơn ở những bệnh nhân mà mức lọc cầu thận cao hơn. Ví dụ đây phân tích gộp của các nghiên cứu này, chúng ta thấy trên 90 ml một phút thì tốt hơn so với 60-90 và tốt hơn là ở những bệnh nhân mức lọc cầu thận dưới 60. Và lúc đầu người ta nghĩ rằng là thuốc này nó chỉ có tác dụng khi cái chức năng thận nó còn tốt và nó còn có khả năng thải được gluco. Tuy nhiên thì chúng ta mới xem xét là năm 2018 ấy, tại hội nghị thận học của thế giới thì công bố nghiên cứu Creden là cái nghiên cứu mà người ta bắt đầu lấy vào nghiên cứu các bệnh nhân mức lọc cầu thận từ 30 đến 90 ml một phút và có amu niệu. Chúng ta thấy xem xét trên cái mức lọc cầu thận thì chúng ta thấy ở đây là nếu như các nghiên cứu trước đây, ví dụ Empiric Outcome, Canvas hoặc Diclatimy, thì rất ít các bệnh nhân có giảm mức lọc cầu thận dưới 60, thì Creden chúng ta thấy một tỷ lệ khá lớn các bệnh nhân đã có mức lọc cầu thận giảm dưới 60 và cái có thể đến 30 ml một phút. Và các bạn lưu ý là chính việc thành công của cái nghiên cứu Creden mà dẫn đến là Hội đái đường châu và Hoa Kỳ khuyến cáo là chúng ta có thể sử dụng thuốc ức chế SGLT2 cho các bệnh nhân có mức lọc cầu thận đến 30. Với cơ sở đó thì các nhà nghiên cứu mà dưới sự tài trợ của AstraZeneca mới tiến hành cái nghiên cứu DAPA CKD trên các bệnh nhân bệnh thận mạng có hoặc là không đái tháo đường. Thì đây là một cái nghiên cứu trên hơn 4.000 bệnh nhân ở 21 quốc gia, và rất vinh dự là Việt Nam chúng ta có 282 bệnh nhân từ 9 bệnh viện, trong đó có Bạch Mai. Và thưa các bạn là cái số bệnh nhân của Việt Nam chúng ta còn nhiều hơn số bệnh nhân của Trung Quốc. Tất nhiên vì Trung Quốc họ gặp một số thủ tục về vấn đề cho nên họ lấy được bệnh nhân ít hơn. Nhưng mà nhìn đây chúng ta sẽ thấy là cái số bệnh nhân Việt Nam là một trong những cái site mà lấy được bệnh nhân nhiều nhất so với lại các nước, đặc biệt là ở các cái khu vực châu Á. Thế thì cái tiêu chuẩn lựa chọn và các nghiên cứu DAPA CKD là các bệnh nhân trên 18 tuổi, mức lọc cầu thận từ 25, tôi nhấn mạnh từ 25 đến 75, có ăn uống nguyên liệu rất là nhiều rồi và đã được dùng thuốc ức chế men chuyển hoặc chạy thụ thể là ít nhất là 4 tuần. Và những bệnh nhân nếu mà đã dùng ức chế men chuyển thụ thể nhưng bị tác dụng phụ thì cũng không sao, và loại trừ đi các bệnh nhân đái đường tiếp 1, các bệnh nhân bệnh thận đa nang, viêm cầu thận mà do các cái nguyên nhân mà bệnh tự miễn, mà hoặc là đã điều trị các thuốc mà ức chế miễn dịch trong vòng 6 tháng trước đó, và sẽ chia ngẫu nhiên vào hai nhánh là dapagliflozin 10 mg hoặc là placebo. Nhưng mà thực ra thì thưa anh chị, nghiên cứu này tôi đánh giá không phải là ngẫu nhiên, vì người ta có hai cái can thiệp. Can thiệp thứ nhất là cái gì? Can thiệp là làm cách nào để chọn bệnh nhân để đảm bảo trong nghiên cứu này có ít nhất 30% bệnh nhân không phải là đái tháo đường, ít nhất 30% không phải đái đường. Và cái can thiệp thứ hai đấy là người ta can thiệp để làm sao chỉ có tối đa 15% bệnh nhân có mức lọc cầu thận trên 60 ml, tức là ở cái bệnh thận giai đoạn 2 mà thôi. Còn để tập trung vào đa số các bệnh nhân là phải bệnh thận giai đoạn 3 hoặc là bệnh thận giai đoạn 4. Có hai cái can thiệp trong quá trình phân chia và tuyển chọn bệnh nhân. Đây là một slide các anh chị lưu ý hơn, là chúng ta sẽ thấy cái gì? Đây là cái số bệnh nhân chia theo các cái mức amu niệu khác nhau có mức lọc cầu thận dưới 30. Chúng ta thấy một cái tỷ lệ nó nhiều hơn hẳn so với những bệnh nhân mà có mức lọc cầu thận trên 60, và đa phần các bệnh nhân là mức lọc cầu thận từ 30 cho đến 45. Thưa các anh chị, có một slide này cũng muốn chia sẻ thêm là thời điểm năm 2019 trong một cái báo cáo ở Viện Tim Mạch thì tôi đã nói là khi đó người ta dự báo là cái thuốc này có khả năng là được sử dụng để điều trị cho các bệnh lý mà thận mạn tính ngoài
đái tháo đường. Thì đây là trong nghiên cứu DAPA CKD, người ta thấy chỉ có 58% bệnh nhân là có bệnh cầu thận do đái tháo đường, diabetic nephropathy, và người ta thấy có đến rất nhiều các nguyên nhân khác, ví dụ bệnh cầu thận IgA, hoặc là bệnh sơ cầu thận ổ, hoặc là viêm cầu viêm bể thận mạn tính, hoặc là viêm kẽ thận, hoặc có cả một số các trường hợp không có nguyên nhân. Và trong này thì khoảng độ 20% các bệnh nhân là có được sinh thiết thận để có được cái chẩn đoán này. Nhưng mà nhìn chung ở đây chúng ta thấy ở những cái nhóm bệnh nhân này thì đều có một cái đặc trưng chung, đấy là cái gì, là có tăng áp lực lọc ở trong cầu thận và có cái protein niệu của các bệnh nhân. Thì đây là các cái đặc điểm ở giữa hai nhánh là dapagliflozin và placebo, từ hơn 7.000 bệnh nhân thì cuối cùng người ta chọn được hơn 4.000 bệnh nhân và chia vào hai nhánh. Chúng ta thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường 68 hoặc là 67%, tức là đạt, chúng ta thấy có trên 30% các bệnh nhân là không phải là đái tháo đường. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy là có đến 97% các bệnh nhân được dùng ức chế men chuyển hoặc chạy thụ thể trong ít nhất là 4 tuần. Tại sao lại phải nhấn mạnh đến cái điều này? Bởi vì chúng ta nhìn vào đây, chúng ta xem xét là nếu chúng ta dùng ức chế men chuyển chạy thụ thể không ấy, các anh chị vẫn nhớ là bệnh nhân dùng chạy lên canxi thì bệnh nhân bị phù, là bị giãn tiểu động mạch đến, và bằng việc phối hợp ức chế men chuyển hoặc chạy thụ thể, chúng ta làm giãn tiểu động mạch đi, nó làm giảm áp lực ở trong các cái cầu thận như các mao mạch, và nó làm giảm áp lực. Và chúng ta thấy còn nếu chúng ta dùng ức chế SGLT2 thì nó lại như vậy, tôi có phân tích rồi, nó làm co được cái tiểu động mạch đi. Và như vậy thì chúng ta thấy nếu dùng đơn lẻ từng thuốc nó sẽ làm giảm được áp lực lọc ở trong cầu thận, nhưng mà nó vẫn ở cái khoảng vàng, tức là vẫn còn tăng. Và nếu chúng ta phối hợp được hai thuốc này thì nó sẽ đưa được giảm áp lực lọc trong cầu thận nhiều hơn và đưa được áp lực cầu thận về hoàn toàn bình thường. Cái điều này nhấn mạnh với các anh chị bởi vì trong các nghiên cứu thực tế chỉ thấy ước tính người ta thấy là chưa đến 50%. Tại hội nghị đái đường châu Âu vừa rồi, chưa đến 50% các bệnh nhân bệnh thận mạn được sử dụng ức chế men chuyển hoặc chạy thụ thể, tức là một cái điều đó và chúng ta cũng phải nhớ là sau này chúng ta vận dụng vào trong thực hành lâm sàng. Và kết quả thì cái tiêu chí chính đó là người ta đánh giá gọi là bất kỳ một cái biến cố nào gồm có giảm trên 50% cái mức lọc cầu thận, hoặc là tiến triển đến minh thận giai đoạn cuối, hoặc là tử vong tim mạch, hoặc là tử vong thận, thì chúng ta thấy cái gì, sau một cái thời gian nó làm giảm được đến 39% trong thời gian theo dõi, trong hơn 2,4 năm làm giảm được 39%, tức là chúng ta thấy HR là 0,61. Và đặc biệt là cái gì, chúng ta thấy chỉ cần điều trị 19 bệnh nhân thì sẽ có một bệnh nhân được hưởng lợi ích. Trên cái nhóm tiêu chí phụ thứ hai thì cũng giống như trong Empiro Review mà thạc sĩ Hạnh đã trình bày, trong nghiên cứu này cũng thế, người ta chỉ phân tích tiêu chí phụ này nếu bệnh nhân đã đạt tiêu chí chính thì mới đi phân tích tiêu chí phụ. Thì tiêu chí phụ là phức hợp của giảm trên 50% mức lọc cầu thận, tiến triển đến bệnh thận giai đoạn cuối hoặc tử vong giai đoạn thận, nó còn giảm ngoạn mục hơn đến 44%, và chúng ta thấy P cực kỳ có ý nghĩa thống kê, và chúng ta cũng thấy thường nó xuất hiện sau khoảng độ 8 đến 12 tháng đã bắt đầu thấy rồi. Trong đó người ta đi xem xét thêm trong cái tiêu chí phụ thứ nhất này thì xem tỷ lệ bệnh nhân phải chạy thận, thay thế thận hoặc tử vong do thận, mỗi tôi nói là tiến triển bệnh thận giai đoạn cuối đấy, hoặc là phải lọc máu hoặc ghép thận, chúng ta thấy cũng làm giảm được đến 34%, và P cũng cực kỳ là có ý nghĩa thống kê. Trên cái tiêu chí phụ thứ hai đấy là tử vong tim mạch hoặc nhập viện do suy tim, chúng ta cũng thấy làm giảm được đến 29%. Trong bài của bác sĩ Hạnh có trình bày, các anh chị thấy ở rõ ràng, và cả trong Vertis CV thì cái suy tim, giảm suy tim, nhập viện do suy tim đấy là cái kết quả mà có giảm có ý nghĩa ở tất cả các thuốc ức chế SGLT2 cho đến thời điểm này. Chúng ta xem xét thêm một cái yếu tố nữa là tử vong do ngoại nhiên, chúng ta cũng thấy giảm 30%. Tại sao tôi lại đi sâu phân tích thêm một cái tiêu chí này? Bởi vì các anh chị nhớ lại là trong đối với các nghiên cứu của thuốc ức chế hệ RAS, tức là sử dụng Ivermectin hoặc Losartan, chúng ta thấy nó có thể làm giảm được cái tăng creatinine, giảm tiến triển đến bệnh thận giai đoạn cuối, nhưng mà không làm giảm được tử vong. Tức là cái màu vàng đây, không giảm được tử vong, chúng ta thấy không giảm được tử vong, P đều là 0,88 hoặc là 0,59. Nhưng trong nghiên cứu dapagliflozin thì thuốc ức chế SGLT2 dapagliflozin làm giảm được tử vong tim mạch và giảm được tử vong do bệnh thận. Và cái điều đặc biệt là chúng ta thấy nó giảm ở tất cả các nhóm bệnh nhân theo tuổi, theo giới, theo chủng tộc và theo tình trạng có đái tháo đường hay là không đái tháo đường, theo mức lọc cầu thận dưới 45 hay trên 45, đúng không ạ? Theo ăn nguyên liệu và theo cái huyết áp. Và đây chúng ta thấy phân tích nhìn rõ hơn, chúng ta thấy ở trên các bệnh nhân là đái tháo đường type 2 và không đái tháo đường type 2, thậm chí chúng ta thấy là không đái tháo đường type 2 nó giảm có vẻ như là còn nhiều hơn, đúng không ạ? Giảm được đến 50%, còn đối với đái tháo đường type 2 thì giảm được chỉ có 36% mà thôi. Và những cái bệnh nhân mà mức lọc cầu thận chúng ta thấy dưới 45 hay trên 45 cũng vẫn giảm, nhưng mà ở những giảm có ý nghĩa, nhưng bệnh nhân mà mức lọc cầu thận còn trên 45 thì nó giảm nhiều hơn. Một cái điều mà tôi nghĩ là các bác sĩ Việt Nam chúng ta và bệnh nhân chúng ta cũng
quan tâm và tôi đưa vào đây. Đấy là muốn gì thì gì, chưa biết là sống chết như thế nào, nhưng mà cái creatinine của em nó phải ổn định. Creatinine là một cái thông số để đánh giá mức lọc cầu thận, thì cũng như tất cả các cái nghiên cứu điều trị khác, chúng ta thấy trong khoảng độ 3 đến 4 tuần đầu, mức lọc cầu thận của bệnh nhân dùng dapagliflozin trong nghiên cứu DAPA-CKD có giảm, nhưng mà sau đó chúng ta thấy sau 1 năm thì nó sẽ bằng với placebo, và lúc kết thúc nghiên cứu thì nó lại còn là cao, tức là nó được bảo tồn nhiều hơn với cái mức lọc cầu thận ban đầu. Anh chị lưu ý ở các bệnh nhân này là mức lọc cầu thận ở hai nhóm là 43 ml một phút và 43,2 ml một phút. Nói thêm với anh chị một chút là trong nghiên cứu Empero Review thì lúc kết thúc nghiên cứu người ta theo dõi thêm các bệnh nhân trong vòng khoảng độ 23 đến 45 ngày nữa, thì những bệnh nhân mà đang dùng empagliflozin thì mức lọc cầu thận của bệnh nhân lại tăng nhiều hơn, tăng trở lại nhiều hơn so với lại các bệnh nhân mà dùng placebo. Và cũng như thạc sĩ Hạnh đã trình bày trong DAPA HF, chúng ta thấy cái tỷ lệ mà bị biến cố tác dụng phụ là không khác biệt giữa hai nhóm. Đặc biệt một cái chúng ta lo ngại đấy là gãy xương, đấy là nhiễm oxyton, không khác biệt giữa hai nhóm. Và đặc biệt là cái tỷ lệ bệnh nhân mà phải ngừng thuốc chúng ta thấy ở nhóm placebo còn cao hơn so với lại DAPA glifosin. Và dựa trên những kết quả nghiên cứu này thì thưa các bạn, cái nghiên cứu DAPA-CKD được một cái ủy ban đánh giá độc lập gồm có 9 thành viên nghiên cứu độc lập và 2 người của AstraZeneca. Và đến thời điểm tháng 6 thì người ta thấy là các nhà nghiên cứu độc lập nhận thấy rằng là cái kết quả giữa hai nhóm nó khác biệt quá ý nghĩa thống kê và không thể kéo dài được nữa. Và người ta đề nghị và sau đó được ủy ban đồng ý là quyết định ngừng sớm trước hạn. Ngừng sớm trước hạn để đảm bảo lợi ích cho bệnh nhân. Nhưng mà cái này nó cũng ảnh hưởng đến, người ta phân tích, người ta thấy ảnh hưởng đến một cái kết cục của cái nghiên cứu này. Tức là nó làm cái bằng chứng hoặc cái độ mạnh của các cái tiêu chí phụ của bệnh nhân bị yếu hơn so với dự kiến, bởi vì nó cái thời gian nghiên cứu và theo dõi nó không đủ. Thưa các anh chị, như vậy thì qua cái bài này chúng ta thấy, thứ nhất là các biến chứng thận là một nguyên nhân quan trọng gây tử vong, có thể nói là tử vong hàng đầu ở các bệnh nhân đái tháo đường. Và các biện pháp điều trị kinh điển như kiểm soát đường huyết, kiểm soát huyết áp và sử dụng thuốc ức chế renin-angiotensin aldosterone cho kết quả rất tốt, nhưng vẫn còn từ 30 đến 40% các bệnh nhân vẫn còn cái nguy cơ tồn dư vì biến chứng thận. Và rất may mắn là chúng ta có thuốc chế ST2 có một cơ chế đa dạng làm giảm biến cố tim và từ thận ở các bệnh nhân đái tháo đường tim 2, cả biến cố là thông qua các cơ chế trực tiếp và gián tiếp. Và cái nghiên cứu DAPA-CKD vừa được công bố ở trên các bệnh nhân bệnh thận mạng nhưng mà có không đái tháo đường, bệnh thận mạng do rất nhiều nguyên nhân, thì trong thời gian nghiên cứu hơn 2,4 năm làm giảm được 39% tỷ lệ kết cục chính, tức là bất kỳ mức lọc cầu thận giảm trên 50%, bệnh thận giai đoạn cuối, tử vong tim mạch hậu thận, và cứ 19 người điều trị thì một người đạt được mục tiêu, giảm được 29% tỷ lệ nhập viện do suy tim hoặc tim mạch, và giảm được 31% tỷ lệ tử vong do ngoại nguyên nhân. Thưa các anh các chị, với những kết quả này thì theo dõi ở trên cộng đồng mạng y khoa trên thế giới thì có rất nhiều lời hoan ca. Đó là sau cái hội nghị tim mạch châu Âu thì người ta nhấn mạnh là DAPA-CKD thì ức chế ST2 được coi là một cái beta blocker cho các bệnh nhân có bệnh thận mạng. Và mới cách đây 6 ngày đúng không ạ? Bởi vì hội nghị tim mạch châu Âu, hội nghị đái đường châu Âu kết thúc ngày 25 tháng 9 thì các nhà nghiên cứu bắt đầu đặt ra là DAPA-CKD có lẽ là cái cơ sở để chúng ta hạ thấp cái mức lọc cầu thận mà có thể sử dụng được xuống đến 25 ml một phút. Và có những người còn nói nhiều hơn, đó là ức chế ST2 có lẽ là tạo ra một cái năm đột biến cho cộng đồng y khoa thế giới. Nhưng mà vẫn nhấn mạnh với các anh chị, bài học với Vertis CV chúng ta hy vọng rất là nhiều, nhưng chúng ta cũng gặp những cái thất bại. Đó là Vertis CV thì không thấy có tác dụng trên tim mạch, không có tác dụng trên thận, chỉ có tác dụng trên suy tim và thôi. Và mặc dù qua cái bài nghiên cứu này, tôi vẫn muốn các anh chị, chúng ta trong thực hành lâm sàng, chúng ta sử dụng trái tim nóng và cái đầu lạnh trong vấn đề chúng ta phán xét các bằng chứng và áp dụng vào trong thực hành lâm sàng. Cảm ơn sự ý lắng nghe của các thầy cô, các anh các chị.